anh em một cây chặt ngựa nha. Quay quay tổng thể cho anh xem nè. Một cốt đớ chải nha. Thân cò lắc nha. Có lũa vuông luôn nha. Mặt sống tới ngọn nha. Đây lũa. Quay ra quanh. Mình 40 nha. Ok. Lại. Khoảng 40. Chiều kéo 60. Coi có lại được nha. Một cây chắc ngựa hàng khủng nha. Này lũa đây. Rồi quay quay tổng thể cho anh em xem nè. Ông bành khỉ đẹp nha mấy anh em. Đó thì bèo đớ cho anh em luôn, đớ trầu quế trầu đớ luôn. Đây quay. Đây cái hoành bợ rồi cái hoành thân với chiều keo nha. Còn có cái bợ này nè. Bợ này là 94 nha. Ra hoành thân. Hoành thân của nó là 45. Chiều keo. Chiều keo nó là 1 mét nha. Rồi, cầm này. Đớ này mà đi. Quay quay. Giới thiệu anh em một cây chắc ngựa hàng lũa này nha. Mạch sống tới nhánh này nha. Bên này là lũa, lũa ngọn lên. Đây mà sống tới nhánh này. Đây nè. Rồi rồi. Quay tổng thể cho anh em xem. Như cái máng ha, như con gì đấy. Hay ha. Cắt người là dân. Rồi rồi. Ok hay nha. Rồi qua đâu quanh thân đi. Thân luôn, ở đâu quanh bể chứ. Thân của nó là 50 nha, chiều cao. Chiều cao 80. Cây chắc ngựa hai thân nha, mạch sống là nhánh bên này sống tới cái này nha, mạch sống bên này tới ngọn nha, tới ngọn, tới nhánh bên này. Rồi quay tổng thể anh em xem nè, hai thân liền bờ nha mấy anh em. Đây bên đây có lũa đây. Rồi đó là hoành đây, đó hoành bờ với hoành thân và chiều keo nha mấy anh em. Bờ của nó là nhiêu? 60 nha. Rồi bờ 60. Cái thân 32 chiều keo. Chiều keo 50 nha. Rồi, quay. Một cây chặn ở hàng quái nha mấy anh em. Đây quay tổng thể đó. Đây mặt sống của nó đây, mặt sống lên tới cái này. Đây hai mặt sống luôn. Cây nó nằm nghiêng. Quay quay. Có cái lũa dư vào trên luôn nha. Đây cây quái nha. Đó, đây hoành đó. Hoành 27 nha. Keo nằm 40. Rồi. Cái lũa của nó nè. Cây chắc ngờ bờ đẹp nha. Để bèo đến em nha. Để chảy nha. Thằng lát nè. Có mấy cái đường gân đẹp nè. Lũa dương luôn rồi. Sống tới ngọn thân chính cờ lắc luôn nha. Đây anh em đây đấy thôi cái đường thân nó lắc sống tới ngọn nha, bệ luôn nha. Rồi quay lại quay lại quay lại
Ở đâu hoành bờ, hoành thân và chiều keo nha má nha. Đâu hoành bờ, hoành thân và chiều keo. Lúa của nó, lỗi của nó. Hoành bờ của nó, chiều heo còn 50 nha. Đó cái thân. Thân chiều heo còn 27 nha, chiều keo. Chiều keo tính luôn cái lũa ngọn nha má nha. Chiều keo lũa ngọn luôn 80 nha. Cây chắc ngựa nha, chàng nhỏ nha, quay quay tổng thể anh em xem nè, một cốt nha, rụt được để đường lúa lúa dương bên này nha, mà sống tới bè cái ngọn đó nha. Rồi đau hoành cho anh em xem đây, cái lúa sâu này. Lên nè, đau hoành hoành eo đó luôn nha, đây nó một bờ của nó, hoành eo của nó là trừ heo 50 nha, chiều keo kéo 40. Qua lại lần nữa anh em xem. Ở nha. Đều đế cho anh em luôn, đế này quay đế cho anh em xem nè. Quế cho đế nha. Một bờ liệt cốt nha. Đây, lớn nha anh em. Của dương này mặt sống mới tới mấy ngõ hết luôn nha. Rồi đau hoành bờ với hoành thân với chiều keo nha mấy nha. Bờ của nó trường heo còn 65 nha. Hoành thân. Đó, thân lớn trước đây còn nữa. 62 hoành thân. Hoành thân 20 nha. Thân nhỏ này 20 nha. Chiều keo 70 nha. Quay lại một lần nữa anh em xem nè. Bờ bèo đớ cho anh em quế chờ đớ nha. Em một cây chắc ngựa một cốt nha, bê thân nha. Rồi tổng thể anh em xem nè. Hàng lùng nha mấy anh em. To lắm. Có lũa phía sau nữa đó. Mà sống tới bê cái ngọn luôn nha. Đó quanh quanh bờ với quanh thân với chiều keo nha mấy anh em. Quanh bờ của nó trừ heo còn 75 nha. Bờ của nó rất là lớn. 75 đó thân. Nhỏ nha. Đây thân nhỏ thôi. Thân nhỏ trừ heo còn 20 nha. Chiều keo. Chiều keo 40 nha. Quay lại một lần nữa cho anh em xem nè. Ngựa nu nha. Biếu đây, cái cục biếu phía dưới nè, quay. Quay cho anh em thấy này, biếu là nha anh em. Của đây. Đây mấy cái biếu nu lên nè. Quay. Rồi, đau hoành biếu hoành thân với chiều keo nha. Hàng nu biếu. Hoành 65, biếu cái sáu cái cục biếu 65 là thân. Thân 70 nha. Chiều keo. 40. Keo 40. Rồi.